Em xin chào tất cả các bác, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin chia sẻ cách kiểm tra cần gạt mưa ô tô và lựa chọn cần gạt mưa loại nào phù hợp để thay thế cho xe của các bác. Bước 1, chúng ta hãy cùng kiểm tra lưỡi gạt mưa. Đây là một chiếc chổi gạt mưa mới hoàn toàn. Anh em nhìn ạ, cái lưỡi gạt mưa của nó rất là mềm, phẳng. Còn đây là một chiếc được tháo từ xe ra. Nó bị đây ạ, bị gấp khúc một đoạn dẫn đến việc gạt không thể hết nước. Đây là một vết nhỏ, chứ vết lớn là nó sẽ cũng gây ảnh hưởng đến kính ạ. Trước khi anh em đi mua thì hãy lưu ý về chiều dài của chiếc cần gạt mưa, lưỡi gạt mưa đấy. Trên thị trường thì nó sẽ có rất là nhiều loại của Denso, Nhật Bản, Hàn Quốc, tùy vào tầm giá, tùy vào khả năng. Nhưng mà em khuyên các bác nên dùng hàng của Denso, lưỡi mềm. Phía cái hai cái cần của nó, giữa bên lái và bên phụ thì nó sẽ khác nhau. Để tháo được chiếc cần này ra, trước tiên anh em nhấc cái lẫy khóa này lên. Rồi, rất là nhẹ nhàng thôi ạ. Rồi, sau đó khi đã qua được cái tầm đấy rồi, các bác đưa xuống, sau đó nhấc ra. Rồi, anh em cho cái mới vào, ta lựa để đưa cái táp để nó vào. Rồi, ok, đã xong một bên ạ. Tiếp theo sang phía bên này. Bên này thì nó có một cái chốt, anh em nhấc lên, rút cái chốt giữa khớp nối giữa cần và chổi ra. Rồi ạ. Sau đó ta cho cái mới vào. Rồi ạ, ta gài vào, là xong. Thế là chúng ta đã thay xong một đôi. Rất mong rằng video này sẽ giúp ích được cho anh em. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.